Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ gian sáng, ta thể chiến cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hương đạo vương, đây lý lệ trần, 4000 năm chưa một lần khôi phục ngoài xanh. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi. Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân. Do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam. Trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ dân gian, ta phải chết cho quê hương. Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2227 của đài Đáp lời sông núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là bài phỏng vấn đặc biệt về biến cố Đồng Tâm, sau cùng là tiết mục Nói với người Cộng sản. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Phạm Thiên Thanh tại Bắc California, Hoa Kỳ, để vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhân ngày quân lực 19 tháng 6, đồng thời để vinh danh anh Lê Kim Hùng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lược với Bảo Trân và Nguyên Khải. Thủ tướng Anh bị người dân truy đuổi khi đến thăm nạn nhân hỏa hoạn ở London. Như đã loan tin cách đây mấy ngày, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại chung cư Grenfell, là một cao ốc 24 tầng ở London, vào đêm thứ ba rạng sáng thứ tư 14 tháng 6 vừa qua. Cho đến hôm nay, ước tính có đến 58 người mất tích, được cho là đã thiệt mạng và rất nhiều người bị thương. Cao ốc này có 120 gia đình sinh sống. Mãi đến chiều thứ Sáu, 16 tháng 6, tức hai ngày sau đám cháy, Thủ tướng Anh là bà Theresa May mới tới nhà thờ Thánh Clement để thăm các nạn nhân. Khi biết tin bà May tới nhà thờ, đám đông đã tụ tập bên ngoài và tỏ thái độ giận dữ. Khi xe cảnh sát đưa bà ra khỏi nhà thờ, thì khoảng 70 người đuổi theo xe bà Thủ tướng và la hét. Sở dĩ họ giận dữ vì cho rằng chính phủ của bà đã không quan tâm tới các điều kiện an toàn trong vụ cháy tại chung cư Grenfell. Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ điều tra toàn diện vụ việc và cam kết sẽ mang tới câu trả lời mà người dân xứng đáng được nhận. Tàu chiến Mỹ bị đâm móp trên biển Nhật Bản. Khoảng 2:30 sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 6, một tàu hàng của Philippines dài 222 mét, tức tàu ACX Crystal, đang trên đường chở hàng hóa đến Tokyo, thì đụng phải mạn bên phải của khu trục hạm USS Fitzgerald của Hoa Kỳ, khiến tàu này bị móp mạn phải ngay phía dưới tháp điều khiển và bị hư hỏng nặng. Vụ va chạm này xảy ra cách thành phố Yokosuka của Nhật 56 hải lý về phía nam. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã có mặt tại hiện trường và xác định mức độ thiệt hại và thương tích của hai con tàu. Khu trục hạm USS Fitzgerald bị nước tràn vào và không thể tự vận hành. Có 7 thủy thủ mất tích và 1 bị thương nặng. Khu trục hạm USS Fitzgerald là tàu mang phi đạn dẫn đường với khoảng 330 thủy thủ, có nhiệm vụ đến Yokosuka, Nhật Bản để hỗ trợ an ninh và hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nga công bố hình ảnh tiêu diệt thủ lĩnh IS. Thứ Sáu, ngày 16 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hai bức ảnh do vệ tinh chụp vào hai ngày khác nhau tại cùng một địa điểm là trụ sở cơ quan đầu não của tổ chức Hồi giáo IS ở thành phố Raqqa, Syria. Mục đích của công bố này nhằm chứng minh kết quả của cuộc không kích do lực lượng không quân Nga tiến hành nhằm xóa sổ cơ quan đầu não của IS tại Syria và được cho là đã tiêu diệt được tên Abu Bakr al-Baghdadi, là thủ lãnh của tổ chức khủng bố này. Bức ảnh chụp ngày 13 tháng 5 cho thấy 4 tòa nhà trụ sở chính của IS tại Raqqa vẫn còn nguyên vẹn, còn bức ảnh chụp ngày 28 tháng 5 sau khi không quân Nga tiến hành cuộc không kích
cho thấy 4 tòa nhà trên đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ đang tỏa ra hoài nghi về thông tin cho rằng Nga đã tiêu diệt được thủ lĩnh của IS ở Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố về lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Thứ Năm ngày 15 tháng 6 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết với 98 phiếu thuận và 2 phiếu chống, quy định các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga. Lệnh trừng phạt này liên quan tới cáo buộc Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016 và sự can dự của Nga tại Syria. Hiện nghị quyết này đang chờ Hạ viện Mỹ thông qua. Điều này khiến mối quan hệ Nga-Mỹ trước đó căng thẳng lại tiếp tục căng thẳng hơn. Tổng thống Nga Putin đã có phản ứng ngay sau khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 17 tháng 6, Tổng thống Putin nhận định động thái trên là bất lợi, song hiện còn quá sớm để đề cập đến bất kỳ một phản ứng nào, và lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không khiến Nga rơi vào bế tắc hoặc sụp đổ. Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Hoàng Ân và Trường An sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời lại cho chị Hoàng Ân. Dạ cảm ơn chị Mỹ Linh. Hoàng Ân xin kính chào quý thính giả và xin chào anh Trường An. Trường An xin kính chào tái ngộ quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và xin chào tái ngộ chị Hoàng Ân, kính thưa chị. Thưa anh Trường An, trong tuần qua có một sự kiện phải nói là rất nóng bỏng, đó là việc Hà Nội quyết định truy tố hình sự người dân tại xã Đồng Tâm. Anh nghĩ sao về việc này thưa anh? Thưa chị cùng quý thính giả của đài, việc nuốt lời hứa trong bản cam kết trước dân Đồng Tâm và giới truyền thông, mà cả nước cũng như thế giới đều biết, cho thấy bản chất của Cộng sản là lưu manh, gian dối. Tin vào đảng Cộng sản là tin bọn lưu manh. Chưa đầy 2 tháng kể từ ngày ký cam kết ngày 22 tháng 4 năm 2017, khi nuốt lời cam kết và tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự dân Đồng Tâm, Nguyễn Đức Chung lại muối mặt nói rằng bản cam kết đó không có giá trị vì không có con dấu của chính quyền và truy tố hình sự là việc làm của cơ quan pháp luật. Việc ăn nói ngạo ngược lưu manh này đã làm các nhà ngoại giao nước ngoài ngạc nhiên, dư luận phẫn nộ và dân chúng Đồng Tâm hoang mang, coi đó là sự lật lọng. Kính thưa quý khán giả, khi giải quyết vụ Đồng Tâm và hứa cuội không truy cứu trách nhiệm hình sự, Nguyễn Đức Chung được dư luận cho rằng đã khôn khéo giải quyết sự việc có tình có lý, ngăn chặn được quả bom sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cũng có những nghi ngờ về lòng thành thật vì ông này xuất thân là ngành công an, một ngành mang tiếng là đại gian đại ác. Vả lại, việc lưu manh, gian dối đã có từ thời Hồ Chí Minh. Trong cải cách ruộng đất, gần 200.000 người bị quy là địa chủ đã khóc lóc gọi tên bác trước khi bị giết. Họ không biết rằng chính bác là thủ phạm giết họ khi thực hiện cải cách ruộng đất theo lệnh của Nga Xô và Trung Cộng. Lưu manh và trắng trợn nhất là vụ xử bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long. Một mặt Hồ Chí Minh khen bà Năm có công với cách mạng, mặt khác lại ký bút hiệu CB, viết bài địa chủ ác ghê để vu khống tội ác và kết án bà. Hồ Chí Minh còn bịt râu, đeo kính giả dạng thành người khác để xem vụ đấu tố người phụ nữ đã có công giúp đỡ đảng Cộng sản này. Người đã nộp cho đảng Cộng sản gần 20.000 đồng Đông Dương, 100 lạng vàng và nuôi ăn các đảng viên Cộng sản chóp bu. Qua vụ này, người dân đã nhận ra Hồ Chí Minh là con người lưu manh, độc ác và tàn nhẫn. Trở lại việc ông Chung đã lừa người dân Đồng Tâm một cú ngoạn mục vì đó là bản chất của chế độ Cộng sản. Chỉ những ai còn tin vào chế độ này, còn tin vào sự lương thiện nếu có của đảng Cộng sản nên mới cho rằng ông Chung bị chơi gác. Chuyện người dân Đồng Tâm đối với tôi không có gì đáng ngạc nhiên, kính thưa chị. Vâng, thưa anh Trường An, trong tuần qua thì công an tỉnh Khánh Hòa lại gia tăng thời hạn tạm giam đối với blogger Mẹ Nấm và tuyên bố là sẽ chính thức xét xử vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Thưa anh có ghi nhận như thế nào trước việc này ạ? Kính thưa chị cùng quý khán giả, một lần nữa công an tỉnh Khánh Hòa lại gia tăng thời hạn giam giữ blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sau 8 tháng bắt giam mà không mang ra xét xử và không cho phép thân nhân thăm nuôi. Tin trên được bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của cô Như Quỳnh, cho biết sau khi đi gặp tòa án Khánh Hòa để hỏi về vụ cấp giấy phép cho hai luật sư bào chữa. Bà Lan cho biết là công an đã gia tăng thời hạn giam giữ thêm 2 tháng rưỡi nữa và luật sư đã được thông báo ngày xử là ngày 29 tháng 6 tới đây, kính thưa chị. Vâng, thưa anh, cũng liên quan đến việc nhà cầm quyền gia tăng đàn áp những người đấu tranh, thì sau 6 tháng bị chặn bắt trên đường, anh Nguyễn Văn Hóa, một người đấu tranh cho nạn nhân Formosa, đã bị công an thay đổi tội danh. Xin anh vui lòng nhắc lại sự việc này để quý thính giả của đài được tường tận hơn ạ.
Kính thưa chị và quý thính giả, được biết, sau 6 tháng bị chặn bắt trên đường, Nguyễn Văn Hóa, một nhà đấu tranh cho nạn nhân Formosa, đã bị công an chuyển sang cáo buộc mới là tuyên truyền chống phá chế độ, thay vì cáo buộc ban đầu là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của đảng và nhà nước. Thưa chị, là anh Nguyễn Văn Hóa, năm nay 22 tuổi, một cư dân ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã bị an ninh chặn bắt và hành hung khi đang đi đến tòa án Kỳ Anh vào tháng Giêng năm nay. Việc bắt giữ này diễn ra sau khi anh Hóa thực hiện nhiều phóng sự về thảm cảnh của người dân miền Trung sau thảm họa Formosa. Hoàng Ân xin cảm ơn phóng viên Trường An đã trình bày những ghi nhận của anh trước những sự kiện nổi bật trong tuần. Và Hoàng Ân cũng xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý thính giả cùng anh Trường An vào Chủ nhật tuần tới. Và một lần nữa Trường An xin kính chào tạm biệt quý thính giả của đài và xin chào tạm biệt chị Hoàng Ân. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Quý thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên vào ngày 15 tháng 5 năm 2011, chi phí điều hành đài 15.000 Mỹ Kim một tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về P.O. Box 612882, San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songhnui.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Thưa quý thính giả, việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lật lọng ra quyết định khởi tố hình sự người dân tại xã Đồng Tâm, bất chấp bản cam kết đã được long trọng ký kết ban đầu, đang gây phẫn nộ trong dư luận. Để tìm hiểu về vụ việc, phóng viên Quang Nam có buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà báo cũng là cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Vũ Bình sau đây. Vâng, Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi, xin chào anh Nguyễn Vũ Bình ạ. Vâng, kính chào anh Quang Nam, xin kính chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Tôi là Nguyễn Vũ Bình, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Thưa anh Bình, sự kiện mà Công an Hà Nội quyết định khởi tố người dân xã Đồng Tâm hiện đang gây phẫn nộ trong dư luận mấy ngày qua. Trước tiên đó thì xin anh trình bày sơ qua về diễn biến của sự việc tranh chấp đất đai tại đây thưa anh. Dạ vâng, cái sự việc của Đồng Tâm thì đầu đuôi của nó là như thế này. Tức là xã Đồng Tâm ngày năm khoảng năm 80 đó, thì họ có một cái số đất thì chính phủ thu hồi để làm cái sân bay Miếu Môn. Đó là khoảng độ 47-48 hectare. Nhưng mà nó nằm trong cái trào lưu chung là nhà nước cứ thu hồi nhưng mà không có tiềm lực để mà xây cấp rồi là sử dụng nữa, cho nên là đất cứ để không. Thì theo luật thì khoảng 30 năm sau, tức là năm 2010, thì cái đất đai nó lại phải trở về với lại người dân. Thế thì luật thì là vậy, nhưng mà không hiểu sao mà cái nhà cầm quyền của huyện Mỹ Đức và của cái thành phố Hà Nội thì chế biến là như thế nào mà cái đất đó sau lại trở thành đất có tên gọi là đất quốc phòng. Thế thì vẫn cứ thu giữ của người dân như vậy. Nhưng mà cái tệ hại hơn là người ta lại lấy thêm 6,8 hecta đất ở bên cạnh cái đất lưu không kia. Thế thì 6,8 hecta đất thì cũng gọi là đất quốc phòng, nhưng mà người ta lấy xong người ta lại phân lô bán nền cho người khác. Thế với một cái giá cho người dân rất là rẻ mạt. Thế là người dân biểu tình phản đối về cái chuyện đó là đã rất là ghê gớm rồi. Thế thì sau đó là liên quan đến cái việc tranh chấp đất đai này thì cái ngày 15 tháng 4 đó, năm 2017 thì công an họ xuống, họ mời cái ông Nguyễn Đình Kình là ông 82 tuổi mà có gần 60 năm tuổi đảng và trước làm bí thư đảng bộ của xã Đồng Tâm ra chỉ cái mốc giới. Ra đấy thì họ lừa ra rồi họ đánh, họ bắt lên xe và bắt thêm 5-6 người nữa. Thế thì người dân xã Đồng Tâm người ta rất là phẫn nộ, về sau lại đưa cảnh sát xuống thì người ta quay vào, người ta bắt được một số người là cảnh sát với lại cán bộ. Thì bắt được 38 người, thì người ta bắt thì người ta cũng đối xử tử tế thôi. Thì trong cái việc bắt đó là bắt được cả phó chủ tịch huyện, là trưởng ban tuyên giáo, là phó công an, là trung đoàn trưởng cảnh sát cơ động, đấy vân vân.
Thế thì khi người ta bắt về là như vậy, người ta giữ khoảng độ một tuần thì có những người ta rào làng lại, thế là cảnh sát cơ động cũng không dám tấn công vào làng. Thì sau đó là chính quyền Hà Nội mới cử ông Nguyễn Đức Trung đấy xuống để đối thoại với người dân, để nghe người dân, để trình bày và để giải cứu cái số người bị bắt kia. Thế thì ông Nguyễn Đức Trung xuống và có những thỏa thuận như chúng ta đã biết, mà một trong những thỏa thuận là quan trọng là không truy cứu cái trách nhiệm của người dân Đồng Tâm trong cái việc bắt giữ những cán bộ như thế. Thế nhưng mà đến ngày 13 tháng 6 vừa qua thì Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố người dân Đồng Tâm trong cái vụ việc mà bắt giữ cán bộ như thế. Thế thì là nó có một cái sự lật lọng ở đây trong cái việc mà đối xử với người dân Đồng Tâm. Đấy là toàn bộ cái sự việc nó như thế anh ạ. Dạ vâng, thưa anh Nguyễn Vũ Bình, anh vừa nhắc đến cái bản cam kết mà ông Nguyễn Đức Trung đã ký kết với người dân Đồng Tâm đó. Thì trong bản cam kết này, ông Nguyễn Đức Trung đã cam kết 3 điều. Điều thứ nhất đó là trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo cái việc điều tra đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp ở xã Đồng Tâm. Điều thứ hai đó là không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. Và điều thứ ba đó là điều tra cái vụ bắt và gây thương tích cho ông Lê Đình Kình. Thưa anh cũng vừa nói đó là họ đã lật lọng và bắt đầu khởi tố, đó là điều thứ hai. Tuy nhiên đó còn hai cái điều còn lại đó thì anh có ghi nhận là nhà cầm quyền có thiện chí để mà giải quyết hai cái điều còn lại không thưa anh Bình? Về những cái thông tin mà trên cái báo chí chính thống cũng như là cộng đồng mạng thì cũng chưa thấy có cái động thái gì về cái việc mà người ta điều tra và người ta thực hiện những cái cam kết như thế. Thế thì cái căn cứ và cam kết thứ hai mà không truy tố người dân Đồng Tâm mà cuối cùng người ta lật lọng thì chúng ta có thể hiểu được là hai cái điều 1 và cái điều 3 kia thì cũng rất khó để nhà cầm quyền có thể làm cho nó đúng với cam kết, đúng với lại cái mong mỏi của người dân. Bởi vì cái điều giữa là đã lật lọng thôi thì làm sao mà người dân còn có thể tin là hai cái điều kia người ta làm tốt được hoặc là làm cho nó tử tế được. Dạ vâng, thưa anh, cũng trong cái bản cam kết này đó thì ngoài ông Nguyễn Đức Trung là cái người viết và ký vào đó thì còn có hai đại biểu quốc hội của Cộng sản Việt Nam ký tên vào với tư cách là nhân chứng là Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng. Thì cho tới giờ này đó thì cả hai ông này đều cho là việc khởi tố nhân dân xã Đồng Tâm đó là cần thiết, và hai ông đã kêu gọi người dân xã Đồng Tâm bình tĩnh chờ đợi. Thưa anh nghĩ sao về cái sự lật lọng này mà có gồm cả đại biểu quốc hội của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thưa anh? Chúng ta phải hiểu thế này, để được ngồi vào cái ghế quốc hội thì những cái con người đó là phải hiểu được ít nhiều cái cơ chế này và đi theo nó. Đó là cái điều mà cái nhận thức thông thường là chúng ta phải thấy như thế. Đấy. Chứ còn nếu mà ông không nhận thức được cái cơ chế này nó như thế nào mà ông lại không đi theo nó mà ông chống lại nó thì chắc chắn là người ta không có cơ cấu ông vào đại biểu quốc hội. Không có bao giờ có chuyện đó. Thế thì hai cái người này, đấy, mặc dù là thỉnh thoảng có lên tiếng nói có vẻ như là bảo vệ người dân rồi khách quan vân vân, nhưng mà thực chất là các ông này cũng là đi ăn theo nói neo và phục vụ cho cái chế độ này. Thế thì khi các ông nó xuống Đồng Tâm thì các ông cũng hiểu được cái bản chất của chế độ, chứ không phải là các ông không hiểu. Và cái việc mà các ông nhìn nhận nó cũng chỉ là một cái chiến thuật, cái thủ đoạn để lừa người dân, để giải quyết được cái ngòi nổ. Thế bây giờ khi xảy ra cái việc mà Công an Hà Nội khởi tố thì các ông không thể nói ngược lại được theo cái xu hướng của cái chế độ này người ta đã đưa ra. Đấy, cho nên là chúng ta không ngạc nhiên. Đấy, là các ông nói là cái người dân Đồng Tâm là cứ chờ đợi. Rồi bây giờ chờ đợi mà nó xảy ra cái gì thì các ông bảo là đấy là do những cái ông kia ông làm sai. Đấy, thế còn các ông ấy thì chỉ nghĩ là bây giờ cứ khởi tố vụ án này thì có khi vẫn chưa khởi tố bị can hoặc là vẫn chưa truy tố. Đấy, các ông hy vọng như vậy, nhưng bây giờ nó truy tố thì đấy là do những cái cơ quan kia họ làm nó quá đi, chứ chúng tôi chỉ nghĩ là chỉ khởi tố vụ án thôi. Tức là các ông có những cái lý do, những cái lập luận để các ông bảo vệ cho cá nhân của ông ấy với lại cái lối nói nước đôi của các ông ấy. Cho nên là chúng ta phải nên hiểu là như vậy. Đấy, đối với cái đại biểu quốc hội
là nó là như thế. Thế còn thỉnh thoảng các ông cứ nói được vài câu đứng về phía dân có vẻ khách quan, nó chỉ là cái gọi là bèo bọt những cái vỏ bên ngoài thôi. Nhưng thực chất là các ông lại phải đi theo cái chế độ này. Qua việc đồng tâm đó, cái sự việc mà một lực lượng công an đã bị người dân bắt giữ thì có thể nói đó là một cái đòn chí tử vào tinh thần của cái lực lượng còn đảng còn mình. Và đây anh nghĩ là cái sự việc mà khởi tố người dân đồng tâm đó, nó có phải là một cái suy tính của Bộ Chính trị và họ hy vọng là sẽ đạt được cái mục tiêu gì trong cái sự suy tính này thưa anh? Dạ vâng, chúng ta cần phải hiểu được là cái cơ chế vận hành của các cái nhà nước cộng sản, các cái chế độ cộng sản. Đấy, có nhiều người mới nói là thế tại sao một cái người mà chủ tịch thành phố quyền lực như thế đã cam kết như vậy rồi mà sao lại lật lọng, mà ông ấy muốn hủy hoại uy tín của ông ấy hay sao hay vân vân. Đấy, tức là những người người ta sống ở những nước mà dân chủ với nước phương Tây với lại những nước bình thường một chút thì người ta nghĩ như vậy, là người ta không hiểu được cái sự việc ở Việt Nam nó xảy ra. Nhưng nếu như người nào hiểu được cái bản chất của chế độ cộng sản, hiểu được cái cơ chế, cái guồng máy nó vận hành thì sẽ không ngạc nhiên. Bởi vì nó như thế này, đối với một cái việc mà nó có tính chất và cái tầm quan trọng ở mức quốc gia, khi nó xảy ra ở Hà Nội hay ở bất kỳ một địa phương nào thì những cái anh lãnh đạo ở cái địa phương đó hầu như không có một cái tiếng nói gì quyết định gì cả, mà anh cũng chỉ là một cái tiếng nói để góp ý vào trong cái việc giải quyết thôi. Chứ còn cái vấn đề đó là giải quyết là nó phải ở cấp cao hơn. Đấy, bởi vì nó tầm cỡ quốc gia rồi. Tại sao nói cái vụ việc đồng tâm nó ở tầm cỡ quốc gia thì nó liên quan câu hỏi của anh, là nó chưa bao giờ nó có tiền lệ xảy ra một cái việc mà một cái lượng lớn người cảnh sát, công an, quân cán bộ như thế mà bị bắt mà giữ trong hàng tuần như vậy, là nó chưa bao giờ nó xảy ra. Cái tính chất của nó rất là nghiêm trọng ở cái chỗ là cái thể diện của cái lực lượng công an nó là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng là như này, nó tạo tiền lệ, nếu như không xử lý thì nó sẽ tạo tiền lệ. Đấy, bây giờ ở Đồng Tâm bắt được thì Hà Tĩnh với Nghệ An họ vẫn bắt được, Thái Bình họ sẽ bắt được, họ bắt theo nếu như không xử lý. Đấy, thế là cái cách nghĩ của nhà cầm quyền ấy, đấy, của các cái cấp lãnh đạo là nó như thế. Thế cho nên là mặc dù là biết là Nguyễn Đức Chung vào ký cam kết như thế, nhưng mà vì cái mục đích là muốn tránh răn đe, tránh cái sự tiền lệ, tạo ra cái tiền lệ để những nơi khác bắt trước. Và tất nhiên như anh nói là một cái tiếng tăm của cái Bộ Công an hoặc là lực lượng công an gì đó, đấy, thì nó cũng là một chuyện, cũng là cái việc đó cả. Nhưng nói chung là nó tránh cái tiền lệ. Thế cho nên người ta phải nhắm mắt để người ta bước qua cái lời hứa của một cái chủ tịch thành phố, ủy viên trung ương. Thế thì đối với họ thì cái chuyện đó là nó rất là bình thường thôi. Nhưng mà đối với người ngoài mà nhìn vào thì nó rất là ghê gớm. Đấy, thì chúng ta phải hiểu được là cái việc này là nó không thuộc thẩm quyền của Nguyễn Đức Chung. Nguyễn Đức Chung khi thậm chí khi vào trong đấy ký cam kết cũng biết là cái việc này nó không thuộc thẩm quyền của mình. Mà ký thì cũng ký nhiều để là giải quyết vấn đề thôi. Chứ là người trong cơ chế thì ông ta hiểu rõ cái cơ chế nó vận hành như thế nào. Đấy, cho nên là vừa rồi khi xảy ra cái việc mà quyết định khởi tố thì ông ta có nói là đây là dân Đồng Tâm người ta viết biên bản bắt tôi ký vào chứ, thì ông ấy nói là theo cái quan điểm của ông là thật là như vậy đấy. Nhưng mà việc mà ông đó xuống là trong một cái cơ chế của Việt Nam như thế là ông biết thừa là cái khả năng của ông là không giải quyết được vấn đề. Dạ vâng, thưa anh, từ trước đến nay đó có thể nói là một xảo thuật mà Đảng Cộng sản Việt Nam hay dùng tới đó là làm lớn một cái sự kiện nào đó để đánh lạc hướng dư luận về một cái sự kiện khác mà họ cho là lớn hơn và quan trọng hơn. Chúng ta muốn nói đến cái việc Formosa đó, thưa anh Nguyễn Bố Bình. Anh có nghĩ đây là cũng nằm trong cái sự tính toán này của Đảng Cộng sản Việt Nam không thưa anh? Thế nhưng tôi nghĩ như thế này, bản thân cái sự việc Đồng Tâm này nó là việc rất là lớn, rất là nghiêm trọng. Đấy, thì như tôi đã nói là nó chưa có tiền lệ, một cái lực lượng cán bộ và cảnh sát cơ động như thế mà bị bắt mà trong dài ngày như thế mà không làm gì được. Thế thì đây nó cũng là một, bản thân nó là một việc rất là lớn và nghiêm trọng rồi. Thế thì thứ nhất là cũng vừa để giải quyết cái việc lớn và nghiêm trọng này theo cái tính chất là răn đe, là để không xảy ra tiền lệ, và người ta vừa làm cái tính chất là để nó loãng cái sự việc của Formosa đi. Chứ còn nếu mà nó đơn thuần là chỉ là cái việc loãng không thì người ta có lẽ người ta cái giá nó trả đối với cái việc mà nó giảm sút cái lòng tin nọ kia đấy của mọi người rồi các thứ,
thì nó cũng tôi nghĩ là nó cũng không đến mức mà phải trả giá như vậy. Nhưng mà đấy, bản thân nó là một cái việc rất là lớn và nghiêm trọng, và trong cái quá trình giải quyết này thì nó cũng có cái tính chất mà để cho loãng cái Formosa đi, thì tôi nghĩ là nó kết hợp cả hai, chứ nếu mà nói mà nó riêng biệt ra thì cũng rất khó. Trước khi chấm dứt buổi phỏng vấn hôm nay đó thưa anh, thì xin được phép hỏi anh đó là về phản ứng của người dân ở trong nước, đặc biệt là người dân của xã Đồng Tâm và những người mà theo dõi tình hình sự kiện đó, thì phản ứng của họ ra sao thưa anh? Tôi có theo dõi cái phản ứng của cộng đồng mạng. Trên cái cộng đồng mạng thì cũng có chia sẻ một số những cái điều mà đối với những người dân Đồng Tâm, thì chúng ta biết là cái người mà chủ chốt nhất là cái người mà ông cụ Lê Đình Kình, là ông ấy phản ứng, là ông nói là ông Nguyễn Đức Trung là đã bội ước, và ông ấy rất là phẫn nộ, đại ý là ông ấy rất phẫn nộ về cái chuyện mà lật đọng như thế. Thế thì cộng đồng mạng thì cũng rất là sôi sục, tất cả đều nghĩ là cái việc mà Nguyễn Đức Trung này đã làm đó là cái việc lật đọng và cái việc bản chất của cộng sản rồi các thứ. Thế thì đấy là những cái người mà trên cộng đồng mạng, thì những người mà tham gia đấu tranh thì chúng ta không nói, nhưng mà rất nhiều người khác cũng có cảm tình với phong trào dân chủ, hoặc là những người có tư tưởng tiến bộ, thì người ta cũng vô cùng thất vọng về cái việc này, bởi vì đó là một cái minh chứng hùng hồn nhất mà những cái lực lượng mà nhà nước gọi là phản động, nhưng chúng ta hiểu đó là những người đấu tranh, những người có tư tưởng tiến bộ, đấu tranh cho dân chủ, người ta vẫn lên án cái chế độ này là lừa lọc, dối trá và thật lọng. Thế thì đó là một cái minh chứng rất là hùng hồn. Cho nên là những người đó người ta thất vọng rất là nặng nề. Đấy, gọi là có nhiều người nói là cái niềm tin cuối cùng còn sót lại mà cuối cùng cũng bị đánh mất nốt. Thế thì qua cái việc này thì đúng là không còn có thể chối cãi vào đâu nữa. Một cái chủ tịch thành phố mà như thế mà vào cái cam kết như vậy mà cuối cùng lật ngược lại. Mà nó lại là một cái phong cách ứng xử quen thuộc của nhà nước Cộng sản Việt Nam từ trước đến giờ rồi. Những vụ Thái Bình rồi những vụ Làng Nhô rồi các thứ là họ đều xử lý theo kiểu đó. Bây giờ lại tiếp tục tiếp diễn. Cho nên là nó là gọi là mất uy tín trầm trọng đối với, không phải là Nguyễn Đức Trung nói đấy là nói riêng thôi, còn đối với cái đảng và nhà nước này nói chung. Mà hình như bây giờ người ta cũng không quan tâm đến uy tín nữa thì phải. Dạ vâng, thay mặt quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Xin chào anh. Vâng ạ, xin cảm ơn anh và xin chào anh Quang Nam. Kính chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Tâm Anh. Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, một số thông tin nhỏ nhoi trên báo chí Cộng sản cũng đã cho chúng ta thấy chính trường Mỹ đang rất sôi động và căng thẳng. Nhiều sự kiện còn làm cho anh chị em chúng ta thấy ngạc nhiên và khó hiểu, khác hẳn những gì chúng ta thường thấy trong chế độ Cộng sản Hồ Tào. Trong những ngày qua, sự kiện gây chú ý và đáng ngạc nhiên nhất đối với anh chị em công an ninh, bộ đội, sĩ quan là việc ông James Comey, cựu giám đốc FBI, cơ quan điều tra liên bang, đã ra trước công luận tố cáo nhiều hành vi được cho là sai trái của ông Tổng thống Donald Trump trong một phiên điều trần dài vài tiếng đồng hồ, được phát trực tiếp cho công chúng Mỹ và toàn thế giới theo dõi. Trong các cuộc họp giao ban chính thức, các cán bộ chính trị, tuyên giáo Cộng sản thường dựa vào những sự kiện bất hòa đó để bài bác chính quyền Mỹ. Họ thường nói với anh chị em chúng ta, đó là những dấu hiệu xấu, bất ổn, tha hóa của chính quyền Mỹ, với ngụ ý cho rằng chế độ chính trị Cộng sản hiện tại tốt hơn, ổn định hơn. Nhưng thực ra, những việc đối chọi, tố cáo, điều trần và phê phán nhau giữa các viên chức, giữa các cơ quan công quyền trong chính quyền Mỹ là một đặc tính tất yếu
của mọi chế độ dân chủ. Việc viên chức cấp nhỏ, bất bình dẫn đến từ chức hay chỉ trích công khai hoặc tố cáo công khai các lãnh đạo, kể cả tổng thống hay bất cứ viên chức nào khác là một chuyện không chỉ được phép mà còn được khuyến khích trong các chính quyền dân chủ trưởng thành như Mỹ. Đặc tính này nhằm tạo thêm một cơ chế để hạn chế các lộng quyền, hấp tấp, sai lầm của những kẻ cầm quyền. Đây là cơ chế ước chế, kiểm soát tự động ngay giữa các công chức cấp cao, những người được dân ủy nhiệm quyền quản lý đất nước, xã hội. Cơ chế này là một đặc tính ưu việt của chế độ dân chủ mà các chế độ độc tài cộng sản không thể có. Vì cơ chế này sẽ làm cho các sai trái, âm mưu đi ngược lại lợi ích chung của những kẻ cầm quyền sẽ sớm phải lộ ra ngoài công luận và sớm được ngăn chặn trước khi chúng có thể gây thiệt hại cho xã hội, cộng đồng. Mọi viên chức chính quyền, từ người gác cổng cho tới các bộ trưởng công an, quốc phòng, ngoại giao hay tổng thống trong các chế độ dân chủ đều là các công dân bình đẳng trước pháp luật và chỉ phải trung thành với tổ quốc. Không ai, không tổ chức, đảng phái nào có quyền bắt họ phải làm khác. Khi thực thi nhiệm vụ, tất cả phải nhằm vào quyền lợi chung của xã hội, đất nước là mục đích phục vụ cao nhất. Đó là cái khác biệt căn bản của các xã hội dân chủ với chế độ độc tài, độc đảng của Việt Nam, do Đảng Cộng sản Hồ Tào dựng lên trên đất nước chúng ta. Để mường tượng rõ hơn về lợi ích lớn lao của cơ chế dân chủ như vừa nói, chúng ta có thể tưởng tượng áp dụng vào một vài sự kiện lịch sử Việt Nam. Nếu có cơ chế kiểm soát, ước chế của dân chủ, thì Hồ Chí Minh và bộ sậu của ông ta đã phải ra điều trần trước Quốc hội và chắc chắn đã phải hầu tòa đền tội sau cuộc cải cách ruộng đất. Nhưng vì không có dân chủ, nên Hồ Chí Minh chỉ phải làm một màn kịch qua loa, xin lỗi, lau nước mắt, rồi vẫn điềm nhiên cầm quyền sau khi đã cướp bóc, giết hại hàng ngàn, hàng vạn nông dân, địa chủ vô tội. Trong đó, có cả những ân nhân riêng của chính Hồ và đảng của ông ta. Nếu các viên chức chính quyền được quyền phê phán, tố cáo các hành vi sai trái của các cấp lãnh đạo như trong các chế độ dân chủ, chắc chắn Đảng Cộng sản Hồ Tào không thể bán nước qua các văn kiện đi đêm với Tàu Cộng như Công Hàm 1958 hay Hiệp ước Thành Đô 1990. Vì khi đó, những người như Dương Bạch Mai hay Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ sẽ đứng lên công khai phản đối và tố cáo cho nhân dân Việt Nam biết bộ sậu chóp bu đang có những dự tính nhượng bán chủ quyền quốc gia, dân tộc cho Tàu Cộng để đổi lấy sự trợ giúp, bảo trợ riêng cho Đảng Cộng sản Hồ Tào. Ngay trong những công việc, sự vụ hiện nay của anh chị em, nếu có cơ chế dân chủ, anh chị em chúng ta chắc chắn cũng sẽ không phải xung xoe, sợ hãi những kẻ lãnh đạo bất tài, vô lương. Anh chị em chúng ta chắc chắn sẽ không sợ bị cấp trên bắt nạt, trù úng, mà ngược lại, bọn lãnh đạo sẽ phải sợ hãi và tôn trọng anh chị em. Anh chị em khi đó sẽ được sống một cuộc đời đàng hoàng hơn. Kiếp nhân sinh của anh chị em khi đó sẽ ý nghĩa hơn và đáng giá hơn. Không phải sống kiếp người, hèn tuổi, rụt rè như con giun, con dế, như hiện nay. Người xưa đã nói, trong người lại ngẫm đến ta. Chế độ Cộng sản Hồ Tào đang ngày càng thể hiện sự lục đục, bất hòa, đấu đá, trừng phạt lẫn nhau. Nhưng sự bất hòa, giành giật của bọn chóp bu Cộng sản hoàn toàn khác với các bất đồng, tranh cãi trong chế độ dân chủ ở hai điểm. Một, bọn chúng bất hòa chỉ vì tranh nhau quyền lực và miếng ăn riêng cho bản thân chúng. Hai, các bất đồng, đấu đá, tranh ăn của chúng không bao giờ được đưa lên mặt báo công khai để toàn dân xem xét. Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị, anh chị em trong chương trình tuần tới.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả hãy cùng với đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Lê Kim Hùng, sinh năm 1968, đã bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 1999 với bản án 20 năm tù giam, là một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù chỉ vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng Cứu Quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Quý thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên vào ngày 15 tháng 5 năm 2011, chi phí điều hành đài 15.000 Mỹ Kim một tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882, San Jose, California 95161, hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.sông.nui.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức.